Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một video clip hướng dẫn cách combo của Blue High Core Dragon. Và combo này mình sẽ cần duy nhất một card trên tay, đó là Dragonet. Và đầu tiên là bước đầu tiên mình sẽ triệu hồi nó thông thường nó lên, và khi con này được triệu hồi normal thì nó sẽ triệu hồi đặc biệt một quái thú level 2 rơi xuống từ trên tay hoặc là deck. Và lá bài mình sẽ gọi nó ra, đó là Galaxy Serpent. Mình sử dụng con này vì mình sẽ sử dụng hai đứa này để synchro ra bé Justica. Và khi Justica được triệu hồi synchro thì nó sẽ add cho bạn một lá bài World Legacy lên tay. Và lá mình add sẽ là World Legacy Core Dragon. Và mình sẽ kích hoạt Core Dragon trên tay là triệu hồi đặc biệt một quái thú rồng level 4 trở xuống ở dưới mộ, hoặc là add nó lên tay. Trong trường hợp này mình sẽ triệu hồi đặc biệt nó lên. Và bây giờ mình có hai tuner trên sân, và mình sẽ triệu hồi Crystal Needle Fiber. Và khi con này được triệu hồi lên thì nó sẽ triệu hồi cho bạn một tuner level 3 trở xuống ở trong deck hoặc là trên tay. Còn Justica khi mà được send về mộ thì nó sẽ triệu hồi cho bạn một quái thú World Charlie từ trên deck hoặc là ở trong mộ. Và khi hai trên này chồng lên nhau thì mình sẽ triệu hồi Whitestone of Legend bởi effect của Crystal Needle Fiber. Còn Justica sẽ triệu hồi World Charlie Core Dragon. Thì như các bạn cũng đã biết rồi, mục đích mình sử dụng gọi hai bé này lên là để gọi ra LB cũng như là PST để chỉ cùng vào một ô ở giữa này. Và khi mình đã có hai lá này chỉ vào một ô thì bước tiếp theo mình sẽ sử dụng effect của LP là triệu hồi ra Starly Sievert. Ở trong OCG thì Red MD đã bị ban nên mình sẽ sử dụng con Sievert trong combo này. Và thiệt ra theo mình thấy thì con này nó cũng ở đây nó cũng mạnh hơn con Red MD ở trong cái combo của mình. Effect của con này là bạn có thể send một bất kỳ quái thú rồng trên tay hoặc là trên sân về mộ, và bạn add một con rồng có tổng số sao bằng tổng cái số sao của mấy con quái thú mà bạn đã send về mộ. Thì ở đây mình sẽ tự send nó về mộ để lấy lên White Dragon. Con này được triệu hồi bằng cách là banish một quái thú đắt ở trong mộ đi. Và quái thú mình sẽ banish để triệu hồi lên sẽ là Dragonet. Ở đây mình đã có đầy đủ điều kiện để triệu hồi ra con Scorred. Lý do mình chỉ link 3 con này đi, không phải link 4, là tại vì link 4 thì mình sẽ mất hết combo, còn link 3 thì nó vừa đủ, mình không cần draw ở đây nữa, tại vì mình đã đủ điều kiện để mà hoàn thành combo của mình. Effect của White Dragon sẽ add Dark Dragon lên tay khi mà nó bị send về mộ. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng hai effect của bé này, đó là mình sẽ triệu hồi Blue Eye White Dragon và cũng như là Whitestone of Legend từ mộ lên. Rồi khi mình đã có hai con này trên sân thì bước tiếp theo mình sẽ triệu hồi Blue Eye Spirit Dragon. Mục đích mình triệu hồi ở đây ở ô này là tại vì bây giờ chưa phải là tháng 4 nên là triệu hồi lung tung thì nó không có đôi khi nó sẽ bóp combo, nên là mình sẽ triệu hồi sớm ở đây luôn. Tại vì những quái thú liên phía tiếp theo đó sẽ chỉ vào ô 1, 3 hoặc là 5 chứ không chỉ vào ô 2 với lại 4, nên là mình sẽ không có slot. Còn với con Scorred này nó có thể chỉ vào ô thứ 2 hoặc là thứ 4 ở đây. Rồi khi mà con Stone này bay về mộ thì cũng như là mình sẽ add con Blue Eye White Dragon lên. Bước tiếp theo là khi sử dụng hai con này xong rồi, sử dụng xong rồi vứt, mình sẽ triệu hồi lên Romulus. Con Romulus này khi mà được triệu hồi link thì nó sẽ add lên tay cho mình một Dragon Strike, đó là Dragon Ravine. Thì bạn nào chơi lâu năm chắc cũng biết Dragon Ravine rồi.
Discard một cạc cái trên tay và send một quái thú rồng về mộ, tụi đắc về mộ. Và bước tiếp theo của mình sẽ sử dụng nó ngay lập tức, và mình sẽ send con Absolute Dragon này. Và khi con này được send về mộ thì mình sẽ add một con rocket lên tay. Rocket ở đây mình sẽ add là rocket tracer, tại vì con này nó có khả năng là triệu hồi thêm một quái thú từ đát ra nữa, nên mình sẽ sử dụng con này. Và khi mình đã có trên tay khúc này là mình sẽ sử dụng con War Charlie War Dragon trong mộ trước, để mình triệu hồi một quái thú normal và từ mộ lên. Và quái thú mình sẽ chọn nó là Blue Eye War Dragon. Bước tiếp theo là mình sẽ banish con Starly này để add một con level 8 ở dưới mộ lên lại. Và con mình add sẽ là Blue Eye White Dragon. Lý do mình add thì effect thứ hai của con Romulus này là khi có một lá bài lộn, khi có một con quái thú rồng từ trong Extra Deck được triệu hồi lên cái zone mà nó chỉ tới, thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt một lá bài rồng ở trên tay lên sân. Nhưng mà quái thú nó sẽ không được sử dụng để làm nguyên liệu link được, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được để triệu hồi XYZ cũng như là Synchro. Rồi, bước tiếp theo mình sẽ banish một con quái thú này ánh sáng cho mộ đi, để triệu hồi con này và link nó luôn. Link nó mình sẽ triệu hồi ra Striker Dragon. Và khi con này được triệu hồi link thì mình sẽ add được một quái thú bóc Boost Sector Launch, cũng là một lá bài fill luôn. Effect của con Romulus này sẽ được trigger triệu hồi con Blue Eye War Dragon này trên tay. Bước tiếp theo là mình sẽ link SZ hai con này lên để triệu hồi 38, hoặc là mấy bạn nào triệu hồi con khác cũng được, nhưng mà mình thấy 38 là quái thú rồng tránh bị Super Bully, tại vì phim mình toàn rồng không à, nên mình sử dụng rồng luôn. Có nhiều bạn sử dụng con 90 cũng được, nhưng mà con đó sẽ bị Super Bully cuốn đi. Và bước tiếp theo là mình vẫn còn hai lá này trên tay nè. Mình sẽ triệu hồi Link trước. Mình có thể có nhiều lựa chọn khác nhau. Ở đây mình sẽ sử dụng Heretic Seal of the Heaven Spheres, hoặc là mình sử dụng con Union Carrier cũng được. Nhưng mà để mà tối đa hóa sức mạnh thì mình sử dụng con này. Và bây giờ mình sẽ sử dụng lá bài phiêu này. Và effect thứ nhất của nó sẽ cho mình phép mình triệu hồi đặc biệt một cái thú rocket từ trên tay lên. Và còn effect của con Tracer thì nó sẽ cho bạn destroy một cạc, một face up cạc mà bạn trên sân của bạn. Xong rồi bạn sẽ triệu hồi ra một quái thú rocket từ trong đất. Ở đây mình sẽ hủy đi con War Legacy Gold Dragon này, là tại vì ở đây trong combo này là nó không còn tác dụng gì nữa. Rồi mình sẽ triệu hồi lên một con bất kỳ level 4 nào, tại vì để tạo ra mình sử dụng hai con này để tạo ra Synchro level 8, đó là con Savage, một quái thú khá là mạnh. Con Survey ở đây thì full power luôn, equip với lại score red full power 4.000 attack và 4 counter. Và với một cạc mình đã có thể được triệu hồi được lên 4 con rồng. Ở đây là một con negate spell cũng như là chuyển hướng attack của đối phương lên chính bản thân nó. Con này có effect là negate một trong một con trong mộ, hoặc là có thể tribute nó đi để triệu hồi một cái thú rồng khác ở trong extra deck. Mà con mình thường triệu hồi không phải là Azure Eye Silver Dragon, mà mình sẽ triệu hồi cái con Black Rose Ass Kicking Dragon, là tại vì mình thường sử dụng cái con Black Rose hơn, là tại vì nó có khả năng là sút một con quái thú về, một quái thú trên sân về của đối phương sẽ là nó kiểu giống như là nó chủ động hơn là bị động. Mình thích nó chủ động hơn. Còn con Silver thì nó khá là bị động, nhiều khi là nó không trụ hết turn sau để mà triệu hồi một con quái thú normal trên sân cho bạn đâu. Rồi con này thì negate một cứ bất cứ một điệp một thứ gì
còn con Linh này thì có khả năng là cũng giống như là Black Rose, nó sẽ tự tribute nó đi và nó sút một con trên sân về mà không target luôn. Việc bây giờ các bạn là pass turn, turn của đối phương triệu hồi một quái thú gì đó có quan trọng, thí dụ như là một con Linh nào đó hay là một con nào đó để bắt đầu combo thì bạn tribute nó đi và sút một quái thú của đối phương về. Và khi con này được tribute, nó sẽ triệu hồi lên một quái thú rồng khác ở trong deck của bạn, nhưng mà effect của nó vẫn giữ nguyên, nhưng chỉ số của nó thì hạ trên bậc không. Thì mình có hai lựa chọn, một là chọn con Goliath này, thì con này là cấm cấm người chơi, bất cứ người chơi nào triệu hồi quái thú từ Exodus mà không phải là con Amon Fresh. Lựa chọn thứ hai sẽ là con Quakimeru Drago, thì con này là cấm cả hai người chơi cho triệu hồi đó quái thú ánh sáng hoặc là bóng tối luôn. Con nào mình thấy cũng mạnh, nhưng mà mình khuyên các bạn là chỉ chọn một trong hai thôi, và mình nghĩ tốt nhất là nên sai con này, tại vì nhiều khi đối thương không chơi Line and Dash, và đối phương chơi hệ lửa giống như là mấy meta khác chẳng hạn. Còn nếu như mà bạn nào mà muốn chơi chắc cú á, thì thay vì hồi nãy triệu hồi Heavenly Spheres, thì các bạn có thể triệu hồi lên Union Carrier. Nhưng mà có một điều này đáng lưu ý, đó là khi ở MR5 thì các bạn có thể giữ lại lá này, nhưng mà bây giờ ở ở MR4 thì các bạn nên là destroy cái spell này thay vì là destroy cái lá God Dragon này. Là tại vì cái effect thứ hai của cái lá God Dragon này nó sẽ giúp cho bạn là cái gì ta? Nó sẽ giúp cho bạn là dịch chuyển một con rồng ở trên sân đi tới một ô khác. Lý do mình cần cái sự dịch chuyển đó là tại vì mình còn sử dụng effect của Blue Eye Spirit nữa. Đó, ví dụ như là nếu như mà bây giờ đối phương của bạn triệu hồi một con quái lên mà bạn muốn đá nó về, thì là bạn sẽ không có không có được không có đủ ô để mà kích hoạt effect của con Spirit. Nên là mình nên giữ cái con War Legacy War Dragon lại để kéo cái con này qua nè. Đó, để kéo nó qua ô này. Còn cái con Union Carrier này thì nó có effect là equip một lá bài, là chọn một quái thú, target một quái thú của bạn và equip một monster có cùng loại hoặc là cùng hệ lên. Và con effect mà mình sẽ chọn đó là con Dragon Buster. Con này thì cấm đối phương triệu hồi quái thú ra từ Extra Deck, nên là mình sẽ không sợ lo bị Super Bully cuốn đi. Đó, chỉ có như vậy thôi. Không biết combo này có bị trùng với ai hay chưa, nhưng mà đây là combo mình mới làm trong cách đây cũng được một hai hôm. Với lại đây chỉ là lá bài mình bỏ tùm lum lá vô để test combo, nên là mình chưa có deck list của cái bộ bài này. Với lại mình cũng không chơi Rocket nữa, mình chỉ tham khảo cho biết thôi. Video của mình tới đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.